nguyên nhân suy giảm sức đề kháng ở người lớn và giải pháp. Các bạn có biết tại sao ngày càng nhiều người trưởng thành chúng ta dễ mắc bệnh hơn không? Đó là do hệ miễn dịch của người trưởng thành sẽ dần suy yếu theo độ tuổi và thời gian. Khi hệ miễn dịch yếu đi, khả năng chống lại bệnh tật của cơ thể cũng giảm sút đáng kể. Trước tiên, bạn cần hiểu rõ các nguyên nhân chính gây suy giảm hệ miễn dịch bao gồm tuổi tác tăng lên, khả năng miễn dịch của cơ thể tự nhiên giảm sút và lối sống không lành mạnh, stress, mất ngủ, chế độ ăn uống không cân đối và ít vận động. Chúng ta có thể nhận thấy các dấu hiệu cơ thể bị suy giảm đề kháng như dễ mệt mỏi hơn, dễ mắc các bệnh vặt hơn hoặc ngủ không sâu giấc. Từ đó, cần phải có biện pháp để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Vanacol chung với thành phần sữa non 24 giờ và công thức Immunel được nghiên cứu và phát triển bởi Viện Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, được khoa học ghi nhận hỗ trợ tăng đề kháng nhanh và cung cấp các dưỡng chất thiết yếu có trong sản phẩm như vitamin A, E, D3, K2, sắt, kẽm, canxi, hỗ trợ sức khỏe cơ và xương, tốt cho hệ tim mạch và hệ tiêu hóa, giúp bảo vệ sức khỏe toàn diện. Bên cạnh việc bổ sung sữa Vanacol chung, cần kết hợp thêm các biện pháp như sau: điều chỉnh lối sống, ngủ đủ giấc, giảm stress, tập thể dục đều đặn và duy trì chế độ ăn uống cân bằng, khám sức khỏe định kỳ để giúp phát hiện sớm các trường hợp bệnh lý và có biện pháp điều trị kịp thời. Các bạn có thể tham khảo các thông tin trên và kết hợp sử dụng Vanacol chung để chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình nhé. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.